Lầu đất tôi Jesus Christ, ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Chương trình thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Làm Vi xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình hôm nay, Thảo Ly và Lan Vi sẽ lần lượt gửi đến quý vị và anh chị em các tin tin mới nhất về vụ nổ kinh hoàng tại Beirut, phản ứng của Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo trên thế giới. tên cha bày tỏ sự gần gũi với người dân Liên bang. Sau kỳ nghỉ hè ngắn ngủi trong suốt tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã tái tục các buổi truy ích chung hàng tuần vào ngày thứ Tư mùng 5 tháng 8. Do tình trạng dịch bệnh, buổi truy ích chung hàng tuần vẫn chưa thể diễn ra tại quảng trường Thánh Phaero hay đại thánh đường Phao Lê địa Lục như trước hôm mùng 8 tháng 3. Sau buổi triệu ước chung cuối cùng hôm 7 tháng 3, Vatican đã chuyển các buổi triệu ước chung thứ tư hàng tuần vào Thư viện của Dinh Tông Tòa để tuân thủ các biện pháp ngăn chặn sự lây la của đại dịch coronavirus. Trong buổi triệu ước chung đầu tiên sau kỳ nghỉ hè diễn ra vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ tư, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu loạt bài về các giáo huấn xã hội công giáo. Ngài nhấn mạnh rằng các nhân đức Kitô như đức tin, đức cậy và đức mến cho phép chúng ta chữa lành các bệnh tật về thể chất, xã hội và tinh thần trong thời đại chúng ta như những gì đã được bộc lộ ra trong trận đại dịch kinh hoàng này. Đức Tinh Cha cũng đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài đối với người dân Liban vừa gánh chịu một tai họa thật kinh hoàng đức thánh cha phó thác linh hồn các nạn nhân cho lòng thương xót Chúa, vào bảo đảm với gia đình các nạn nhân và người dân Liban. Lời cầu nguyện của ngài, đức thánh cha cũng lên tiếng kêu gọi các tín hữu trên thế giới cầu nguyện cho người dân Liban đang trong một thời điểm thử thách thật cam go. Ngài nói, hôm qua tại Beirut, tại khu vực cảng, những vụ nổ lớn đã khiến hàng chục người chết và hàng người ngàn người bị thương và gây ra những tàn phá nghiêm trọng chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ và chúng ta hãy cầu nguyện cho dân liban để với sự dấn thân của tất cả các thành phần xã hội chính trị và tôn giáo quốc gia này có thể đối mặt với thời khắc bi thảm và đau đớn này và với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế liban sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang diễn ra sự nổ xảy ra vào lúc 18 giờ 8 phút giờ địa phương hôm thứ Ba. Mạnh đến mức ở ship cách đó 180 km, vẫn cảm nhận được. Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy là khung cảnh tan hoang như thể đất nước này vừa gánh chịu một quả bom nguyên tử. Các cảnh quay được tại hiện trường và được chiếu trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy toàn bộ nhiều khu phố đã bị phá hủy hoàn toàn nhiều chiếc xe hơi bị thổi tung, lật bốn bánh lên trời, trong khi các cửa sổ và ban công bị sức công phá vỡ tung sụp đổ trên đường phố. Trong một tuyên bố gửi đến Đài truyền hình Công giáo Hoa Kỳ EWTN ngày 4 tháng 8, cha Maid El Skyem, phát ngôn viên của Công giáo Nghị lễ Latin tại Beirut, đã xin các tín hữu trên thế giới cầu nguyện cho người dân Liban sau vụ nổ kinh hoàng này, mà đến nay ít nhất 100 người đã thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương. Ít nhất 100 người khác được ghi nhận là mất tích. Chúng tôi xin anh chị em mang ly băng trong trái tim và lời cầu nguyện của mình trong giai đoạn khó khăn này. Và chúng tôi đặt niềm tin rất lớn vào anh chị em và những lời cầu nguyện của anh chị em. Xin Chúa cứu lê băng khỏi sự giữ kinh hoàng này. Hiện tại chúng tôi đang trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn, như anh chị em có thể thấy trên TV và trên các phương tiện truyền thông cha raymond nader phát ngôn viên công giáo nghi lễ maronite cho thông tấn xã catholic news gọi tắt là cna cho biết tình hình là rất khó khăn đây là một thảm họa rất lớn và toàn bộ thành phố gần như bị hủy hoại vì nụ nội vỗ này thêm vào đó chúng tôi có nguy cơ chết đói vì kho lương thực gần nơi xảy ra vụ nổ đã tan thành mây khói bộ trưởng y tế hamad hassan nói với reuters có rất nhiều người mất tích. Mọi người đang gọi, hỏi thăm các khoa cấp cứu về những người thân yêu của mình và rất khó để tìm kiếm vào đơn ban đêm vì không có điện. Tổng thống Michael Aoun tuyên bố thời gian để tang 3 ngày và cho biết chính phủ sẽ giải ngân. Tổng thống Trump họp báo nhận định về nguyên nhân vụ nổ tại Liban Nguyên nhân của vụ nổ kinh hoàng này đến nay vẫn chưa được rõ. Nhưng các báo cáo ban đầu cho thấy dường như một vụ hỏa hoạn đã kích nổ một nhà kho tại cảng. Các nhân chứng báo cáo đã nhìn thấy một đám mây màu cam kỳ lạ, giống thường xuất hiện khi khí nitro dioxide độc hại thoát ra sau vụ nổ liên quan đến nitrate. Do đó, nhiều người tin rằng nguyên nhân của vụ nổ kinh hoàng ở Beirut hôm thứ Ba có thể là do phản ứng hóa học từ ammonium nitrate. Thủ tướng Liban Hassan Diab cho biết 2.700 tấn ammonium nitrate đã phát nổ sau khi được tàn trữ không an toàn trong một nhà kho trong 6 năm qua. Ammonium nitrate là một hóa chất công nghiệp phổ biến được sử dụng chủ yếu làm phân bón vì nó là nguồn giàu nitrogen rất tốt cho cây trồng. Nó cũng là một trong những thành phần chính trong việc chế tạo chất nổ. Gabriel de Silva, một giảng viên cao cấp về kỹ thuật hóa học tại Đại học Melbourne cho biết, Ammonium nitrate không tự phát nổ Ông cho biết nó chỉ bốc cháy trong những điều kiện hóa học nhất định và những điều kiện như thế rất khó đạt được. Bạn cần phải có một hoàn cảnh rất cực đoan tạo ra một sự bùng nổ. Ông nói và nhấn mạnh rằng trong thực tế, ammonium nitrate còn có thể dập tắt lửa. Trong cuộc họp báo vào chiều thứ Ba, 4 tây tháng 8, Tổng thống Donald Trump cho biết một số tướng lĩnh quân đội Mỹ đã nói với ông rằng Họ dường như cảm thấy vụ nổ kinh hoàng tại Beirut làm thiệt mạng hàng trăm người và làm bị thương cả mấy ngàn người như thế là một cuộc tấn công khủng khiếp và có khả năng là được gây ra bởi một quả bom. Khi được hỏi tại sao ông gọi đó là một cuộc tấn công chứ không phải là một tai nạn, đặc biệt là khi các quan chức Liban nói rằng họ chưa xác định được nguyên nhân của vụ nổ, Tổng thống Trump nói, có vẻ như đó là một cuộc tấn công bằng chất nổ. Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, tôi đã gặp một số tướng lĩnh vĩ đại của chúng ta và họ dường như nghĩ rằng đó là một cuộc tấn công. Đó là một loại bom nào đó. Thủ tướng Scott Morrison nói, ông cảm thấy xót xa trước cảnh tan hoang tại Beirut và gửi lời chia buồn tới gia đình một người Úc thiệt mạng trong vụ nổ tại đây. Ông Trump gửi lời chia buồn tới các nạn nhân, bao gồm một người Úc và nói rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng hỗ trợ Liban. Bộ trưởng Ngoại giao Sip Nikos Christodalis đã đề nghị gửi viện trợ y tế cho nước láng giềng Liban. Ông nói rằng Đại sứ quán Sip ở Beirut đã đóng cửa vào thời điểm xảy ra vụ nổ, nên không có thiệt hại về nhân mạng, nhưng tòa nhà đã bị hư hại nặng nề ship đã sẵn sàng để chấp nhận những người bị thương đến điều trị và gửi các đội y tế nếu có yêu cầu ông kistro nói với đài truyền hình nhà nước cipc chương trình của chúng tôi đến đây là hết xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới lầu đế tua jesus christus ngợi khen chúa Jesus kito